phải lấy trễ trễ thì hạnh phúc hơn, mà lấy sớm thì hai đời chồng. Là trụ cột gia đình nên phải có một xíu xíu gia trưởng, nhưng mà phải biết lắng nghe. Thôi, hy vọng những cái điều tốt đẹp okay, sẽ đến với họ. Luôn. Ok thì mình đi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, Hạ Màn. Xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Xin chào chị Cát Tường. Quá, bạn thì giới thiệu về mình đi. Em là Quỳnh Nga, 29 tuổi. Em làm kế toán của bến xe khách tỉnh Đồng Nai. 29 tuổi? Dạ. Trẻ quá. Cảm ơn chị. Quỳnh Nga, kế toán, 29 tuổi. Mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Dạ, chào chị Cát Tường. Em tên Nguyễn Trung Hiếu, năm nay 29 tuổi. Dạ. Sao rung vậy? Dạ, cũng rung chứ. Có lần nào xuất hiện sân khấu chưa? 29 năm là lần đầu tiên em. Tối qua giờ có ngủ được không? Nói chung là cố gắng. Căng thẳng hồi hộp chờ đợi điều gì xảy ra với mình không? Cũng hồi hộp. Hồi hộp. Dạ. Rồi, bạn Trung Hiếu, bao nhiêu tuổi? Dạ, 29 tuổi. 29 và bằng tuổi với bạn Quỳnh Nga bên kia. Dạ. Bạn làm nghề gì? Dạ, em là nhân viên bảo trì. Bảo trì về vấn đề gì? Dạ, về điện anh. Có bị điện giật lần nào chưa? Dạ, thỉnh thoảng. Đó chứ làm cái nghề đó cũng phải cẩn thận nha bạn ha. Dạ, dạ. Cảm làm thợ điện bao lâu rồi? Dạ, em làm được 5 năm rồi anh. 5 năm rồi. Quê bạn ở đâu? Nguyên quán là ở Hà Nội, nhưng mà em sinh ra lớn lên trong đây. Bạn nghĩ là 29 tuổi đã đến cái tuổi mà mình cần lấy chồng chưa? Dạ, tới rồi chị. Tại sao bây giờ bạn vẫn chưa có được bạn trai? Em nghe lời người lớn khuyên, bảo là tuổi em phải lấy trễ thì hạnh phúc hơn. Còn nếu mà lấy sớm thì hai đời chồng. Ai nói vậy? Dạ, ba mẹ rồi những cô chú đồng nghiệp lớn tuổi. Chứ không ai hối thúc em lấy chồng hết trơn hả? À, bây giờ là hối thúc rồi đó chị. Những lúc rảnh rỗi ngoài công việc thì bạn thời gian bạn dành bạn làm việc gì? Thì em hay ở nhà trồng rau. Vậy hả? Dạ. Nhà bạn có đông anh em không? Nhà em rất là đông, 8 anh chị em, 4 trai 4 gái và em út. Dạ. Tất cả lập gia đình hết rồi, còn một mình bạn là chưa thôi. Dạ. Bây giờ bạn muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Thứ nhất là không biết tôn trọng tình cảm, và thứ hai là không hiểu biết gia trưởng gì, độc đoán thì em không thích. Có gia trưởng không anh? Có một xíu mà. Chút xíu hả? Dạ. Bỏ được không? Người đàn ông mà phải là trụ cột gia đình nên phải có một xíu xíu gia trưởng, nhưng mà phải biết lắng nghe nữa. Biết lắng nghe nha. Dạ. Tự nghe bỏ chứ. Được đúng không? Dạ. Trải qua mấy mối tình rồi? Có để ý hai người. Để ý thôi hả? Dạ. Chứ chưa có quen. Dạ chưa. Sao vậy? Chị đầu tiên thì còn đi học phổ thông á, lúc đó vô lớp 12 rồi, nên thôi tập trung vào học. Với lại người ta cũng xinh quá trời, em thì không có xinh bằng. Lần thứ hai thì em cũng cố gắng hết sức, họ cũng im nên anh cũng thôi. Còn gì chưa mối tình nào thành hết trơn đúng không? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng cả năm. Bạn mong một người bạn gái của bạn như thế nào? Về ngoại hình thì chắc chỉ cân đối là được rồi. Khuôn mặt nhẹ nhàng, lúc nào cũng tươi tươi. Cái thứ hai nữa, biết chăm sóc gia đình, sống tiết kiệm một chút. Không thích người bạn gái ở những điều gì? Nhuộm tóc hay gì đó em không thích lắm. Nhuộm tóc cái gì nữa? Là sơn móng tay này kia, nói chung là mẫu hiện đại. Làm đẹp mà. Phụ nữ thôi làm đẹp mà sao không thích vậy bạn? Như ở mức độ thôi, ví dụ như nhuộm nó màu nó hợp hợp á chị. Chứ quốc vô đầu đỏ chét thì nó kỳ. Bận đồ đỏ được không? Dạ đỏ thì được, đỏ hấp dẫn kìa. Mình có thể giới thiệu một chút xíu điểm mạnh của bạn là gì và điểm yếu của bạn là gì? Tính em ưu điểm là rất là vui vẻ, hòa đồng. Còn nhược điểm thì hay giận. Hay giận? Dạ. Mà thường là bạn giận ai? Bạn bè hay chọc quê gì là em giận, giận chút xíu. Nếu mà bạn bè mà nói lại thì không có. Rồi từ trước giờ bạn đã có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cũng hơn 3 năm rồi. Và bây giờ mình có cái tiêu chuẩn gì để mình đi đến kết hôn nữa hay không? Cần người đó nghiêm túc trong tình cảm và thương em thật lòng. Hôm nay bạn đến chương trình, bạn có ai đi theo ủng hộ bạn không? Dạ có chào em, bé Liên. Chào bé Liên. Dạ em chào chị ạ. Bình thường thì Liên có hay gặp cô của mình không? Ra là em với cô ở một phòng ạ. À thì nãy giờ Liên thấy cái anh bên kia là có hợp với cô mình không? Anh thì có vẻ hơi ít nói ạ. Nói chung với em nghĩ thì được, nhưng mà anh nói nhiều thêm xíu ạ. Nói nhiều thêm một chút xíu nữa. Ít nói. Nó đây đông người anh mắc cỡ thôi. Dạ vâng. Nói nhiều được không? Được. Đâu nói thử nói nhiều coi. Phải có chủ đề hay nói chứ. Chủ đề như tình yêu đi, nói nhiều coi. Tình yêu là gì? Cái quan điểm tình yêu của em là chân thành, thông cảm, chia sẻ và chấp nhận. Bắt đầu từ sự chân thành. Cái đó là cái nền móng tốt nhất. Sau đó thì mới đầu mình mới thông cảm nhau. Cái thứ hai là chia sẻ những khó khăn cái gì đó. Mình có thể ngồi bàn bạc nhau đó. Ba là chấp nhận.
Tại vì con người mình không thể nào hòa hợp được 100% được. Phải biết chấp nhận những gì điểm không tốt, chấp nhận những người xung quanh bạn mình, thì đó mới là lâu dài được. Có nhiều được chưa bạn? Chắc cũng tạm được rồi. Cũng tạm được. Bây giờ trước khi mà tôi sang tôi xem mặt người bạn trai này giùm cho bạn, thì tôi hỏi bạn một lần nữa, bạn có một cái chuẩn bạn trai mình là một cái chuẩn người như thế nào? Em rất là thích người cao to, càng cao to càng tốt. Cao quan trọng là bao nhiêu, to là to bao nhiêu? Cao trên 1m7 và nặng trên 70. Làm gì dữ vậy? Bạn cao bao nhiêu? 55 thôi ạ. 55 là 1m7 và nặng trên 70 dữ vậy? Dạ. Rồi, tuổi tác đồ có vấn đề gì không? Dạ không, em không có phân biệt tuổi tác. Sao cũng được đúng không? Dạ. Bây giờ chỉ cần là cao to là được cái gì? Cao to đâu rồi? Này mập luôn. Chào chị. Anh cao bao nhiêu? Dạ em cao được 1m72. To nhiêu? Dạ to hơn chỉ tiêu bạn đó 10kg, là 80. Trời ơi, lố quá có sao không ta? Bạn thích người bạn gái của mình là người như thế nào? Vui vẻ, hòa đồng, ngoài ra là khéo léo trong các quan hệ. Ví dụ như trước mặt bạn bè em hay trước mặt mọi người, có thể em sai đi, nhưng mà đừng có nói này nói kia, mà hãy về nói chuyện em. Thì lúc đó là nhìn cái đã, đúng không? Rồi về nhà muốn dạy gì dạy. Không được, nói từ từ thôi. Bây giờ mình nếu lấy nhau thì mình sẽ ở đâu? Trước mắt là phải ở với gia đình em thời gian, quen với cách sống của gia đình em đã. Rồi sau đó thì nếu mà có điều kiện nữa thì mình ra riêng. Mà bây giờ mình nghĩ nếu mà được thì bao lâu nữa mình có thể cưới đồ được? Dạ nếu mà thuận lợi hết thì chắc cuối năm nay hoặc là giữa năm sau. Cứ nghĩa là trong vòng 1 năm, dạ, đúng không? Lâu quá sợ bạn biết tật xấu. Đúng rồi, lấy về lòi ra cái xấu thì sao? Dạ lúc đó phải chấp nhận thôi. Mình xấu của anh là gì mà anh sợ như vậy? Nóng tính anh. Nóng dữ không? Dạ em nóng dữ lắm. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất là bỏ ra ngoài. Hít ra ngoài giờ trời thoáng mát á. Quên bạn gái chưa? Dạ không. Không được tuyệt đối nha. Dạ không. Em yêu nhau mà nựng sao? Nựng cục cưng cục cưng. Em có yêu cầu người phụ nữ có thể giống ai không? Em thần tượng mẹ em lắm. Thần tượng mẹ? Dạ. Và muốn người bạn đời của mình cũng có những tính cách giống mẹ hay sao? Dạ. Rồi, để tôi xem thử cô này có thế nào đây nha. Bạn chờ chút xíu. Hơi gia trưởng chút. Chào xíu. Chào anh. Dạ. Nghe tiếng nói rất nhỏ nhẹ ha. Hơi gia trưởng chút xíu, bạn có đồng ý không? À, dạ, được. Ủa mà bạn trai đi với ai đến đây vậy? Dạ, đi với bạn em chị. Đâu bạn, bạn đâu? Dạ. Dạ chào chị. À, bạn thấy bạn đó có nhiều bạn gái không? Xung quanh có ai để ý không? À, toàn là bạn ấy để ý người ta chứ chưa ai để ý bạn đó. Để ý ta mà không được dạ ai không, chưa? Dạ không, nhưng mà chắc là nét duyên nó tiềm ẩn nên tìm hoài chưa ra nữa. Bây giờ thấy chị này, bạn này sao nè? Được á Hiếu, bấm nút đi Hiếu. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ. Chúng ta sẽ gặp nhau, trò chuyện với nhau ha. Mặt đối mặt xem cảm xúc của mình như thế nào. Dạ kéo màn lên ạ. Về nhớ nhờ stylist ha. Dạ. Làm lại quần áo thế nào ha, tóc tai sao. Tạo ấn tượng. 2 phút dành cho các bạn, bắt đầu. Chào anh. Bạn. Dạ. Thành có hoa tặng bạn. Dạ, cảm ơn anh. Em không có món quà tặng anh. À, dạ. Cảm ơn bạn. À, hôm nay mình quyết định chọn hoa hướng dương để mong là bạn sẽ hướng dương là mình. Bạn có nghĩ sao về bữa cơm chiều? Em thấy một bữa cơm chiều rất là quan trọng để những người thân trong gia đình có thể gần gũi nhau hơn. Đối với mình thì mình rất thích ăn cơm nên là bữa cơm chiều đó mình là tuyệt vời. Dạ. Thế anh có nghĩ tới là sẽ lấy vợ xa quê không? Thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Chứ không phải là xa nhau mấy núi cũng leo, núi mà cao quá thì ta đi về hả? Như nóng mặt rồi đó. Thì nóng hơn em hả? Không, tại cái áo màu đỏ nó phản lên ơi. Dạ. Bạn trai có quan trọng chuyện tuổi tác không? Mình có lấy vợ, mình có chọn tuổi nào, đồ này kia gì không? Thì cái tuổi tác nó cũng một phần quan trọng á. Ví dụ như cái tuổi tác nó mà nó thuận lợi á, thì mình có thể là công việc làm ăn của mình nó sẽ trơn tru hơn. Chỉ có hợp với tuổi gì? Em hợp với tuổi mèo, tuổi ngọ. Tuổi gì? Em từ con hổ. Ồ, con hùm. Con hùm có vấn đề gì không? Dạ em cũng tuổi con hùm. Hai con hùm hùm nhau. Nhưng người ta nói rằng lấy vợ tuổi hùm là hơi mệt đó. Cái mệt đó chắc phải trải nghiệm rồi mới biết được. Trải nghiệm là sao bạn? Là phải cưới mới biết được. Cưới về rồi thấy mệt quá rồi sao? Phải cố gắng. Nó chơi cho vui thôi. Quan trọng là vợ chồng với nhau hợp như thế nào. Và chúng ta sẽ trò chuyện chia sẻ với nhau những lúc khó khăn và thành công thế nào. Quan trọng là do hai người thôi. Okay, bây giờ thì nhấn nút đi. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định. Nếu chúng ta đồng ý hẹn hò thì chúng ta sẽ nhấn nút với nhau.
hãy lắng động lại và suy nghĩ. 1 2 3. Hết thời gian. Có bấm không? Có xoay mà. Bấm chứ không phải xoay. Ủa sao nãy dặn xoay? Có gì thôi nha. Dạ. Khỏi lắm, khỏi lắm lại nha. Có quyền tự giúp. Đó giờ chưa bao giờ hung bằng người phụ nữ đúng không? Chưa. Chưa giờ hung thử. Dạ thôi. Hả? Để chỗ nào kính kính. Tại cái đó là cái phút trầm bổng nên có thể kính kính. Cái đây nhiều khi đang trầm cái bạn la quá cái bổng hết hồn chạy mất tiêu. Dạ. Thầy nắm tay nhau. Rồi.